Mình sẽ chia sẻ cách làm cái si rô trị ho nhé, dành cho cả nhà và bé nhỏ nữa. Cũng dùng được nhá, mà cái này rất là tốt. Nó không toàn những cây trong nhà thôi, và chủ yếu cái nguyên liệu là dùng từ cái húng này, đây gọi là húng chanh ạ. Mình đã ngắt hết những cái lá rồi, còn phần cái ngọn này tí nữa mình mang đi trồng. Và húng chanh này, nguyên liệu mình đã rửa sạch này, lá húng chanh này, ở đây có này, quất xanh này, đường này, phèn này, gừng này, lá húng chanh này, lá diếp cá này, lá hẹ này. Và bây giờ mình thái hết những nguyên liệu này đi để mình cho vào mình xay rồi lọc lấy nước nhé, rồi mình đi chưng nó lên hoặc là các bạn đun lên để cho thành cái hỗn hợp sền sệt nhé. Mình ngâm với lớp muối loãng và mình rửa rất là sạch rồi. Bây giờ mình sẽ mang đi thái thật nhỏ nhé. Quất thì ở đây là chúng ta dùng quất này, vẫn còn xanh nhé, mà dùng cả vỏ nhé. Gừng thì chúng ta dùng ít thôi, dùng nhiều quá nó sẽ cay ấy, nó sẽ nóng ấy, nên chúng ta dùng ít thôi. Đường cũng vậy, đường phèn đây dùng cái loại đường phèn nguyên chất nhé, đường phèn từ mật mật mía nguyên chất này, loại đường phèn này rất là tốt. Không có thì các bạn dùng đường phèn các bạn mua thông thường cũng được. Còn loại này là mình dùng là chuyên để dùng để nấu chè làm si rô. Loại này nó hơi đắt một chút nhưng lại rất là tốt. Đường phèn mật mía nguyên chất ạ. Đây những cái nguyên liệu này, lá hẹ này, diếp cá này và húng này, chanh này, chúng ta thái thật nhỏ nhé. Và trước khi vì là mình xay nhuyễn cho nên mình rửa và ngâm với nước muối loãng rồi, rửa rất là sạch rồi. Nó hơi lát một chút là do trong khi mình rửa ấy, mình rửa lẫn ấy. Đây lá hẹ đấy, các bạn cứ dùng húng chanh 2 phần, còn những phần kia 1 phần theo cái tỷ lệ vậy. Còn gừng thì chỉ dùng 1 củ hành gừng nhỏ thôi. Xong thì mình sẽ dùng 1 bát nước con mình xay lẫn cùng cái lá này nhé. Rồi mình rồi dùng cái dây lọc, chúng ta lọc và chúng ta chỉ lấy cái nước thôi nhé. Cái quất ấy, thì dùng quất xanh, nhà mình vườn cây quất nó mới có vài quả này. Các bạn nhớ là dùng cả hạt cả vỏ nhé, thì nó sẽ tốt hơn là các bạn vắt lấy nước. Làm si rô mà chúng ta dùng cả vỏ. Thái nhỏ này thì khi xay nó dễ xay hơn. Cả trái quất vào chúng ta xay cùng. Đường thì khi nấu si rô thì mình cho vào sau. Còn những nguyên liệu này là cho vào xay hết nhé. Rồi bây giờ mình cho vào mình xay cùng. Khoảng chục trái quất con như vậy. Có trái rất to thì dùng 5-6 trái thôi. Với 100 lá húng này, 100 g vừa lá tía tô vừa hẹ, vừa lá hẹ vừa lá diếp cá này là 200 g, với 10 quả quất và 10 gam đường, 10 gam gừng. Rồi các bạn cho thêm 1 bát nước con vào, các bạn xay cùng. Để xay cùng. Khi mà xay xong nhé, các bạn dùng một cái dây lọc này, các bạn đổ vào đây, chúng ta lọc nhé, chúng ta chỉ lấy cái nước này thôi. Các bạn lọc thật kỹ nhé, để chúng ta lấy cái nước này và chúng ta đun sủi lên và cho lửa nhỏ. Các bạn có thể chưng cách thủy nhưng mà đun lên thì si rô sẽ để được lâu hơn, và đun tới khi mà nước nó sền sệt lại và đun khoảng 1 tiếng rưỡi là chúng ta sẽ có cái phần si rô, nhưng nhớ là các bạn đun với lửa nhỏ nhé. Ép để cho nó ra hết cái phần nước cốt này đi. Đấy. Tráng cái máy xay. Và khi đun ấy thì chúng ta sẽ cho cái đường vào, đường phèn vào đun cùng. Như này là nó ra được hết cái nước cốt rồi nhá.
Bây giờ chúng ta bật bếp lên chúng ta đun nhé các bạn. Khi đun các bạn nhớ hớt cái bọt ở trên đấy nhé. Và đun sủi lên này cho nó nhỏ lửa, cho đường phèn vào. Và chúng ta đun 1 tiếng rưỡi với lửa nhỏ đến khi nó sệt sệt lại là được. Thì chúng ta sẽ để nguội và cho vào cái nọ. Chúng ta sẽ có cái si dâu dùng dần. Tốt nhất là để ngăn mát tủ lạnh thì chúng ta sẽ dùng được lâu ngày. Còn không thì để bên ngoài thì dùng 1 tuần thôi. Và cứ mỗi ngày là uống 2 lần nhé. Thay si dô mình mua ngoài quán nếu mà bị ho, bị viêm họng ấy, bị khản tiếng ấy và có đờm ấy, thì chúng ta uống cái si dô tự làm này nhé. Đặc biệt là đối với các bé nhỏ ấy, thì chúng ta làm cái loại si dô này nó rất là lành tính nhé. Khi nó sôi lên như này nhá thì các bạn cứ cho nhỏ lửa đi và chúng ta cứ để như này 1 tiếng rưỡi thì chúng ta sẽ quay lại nhé và cho cái đường phèn này là đun cục, cho nhỏ lửa nhé để cho nó cô đặc lại. Sẽ được cái si dô nước nó sền sệt như này nhé các bạn nhé. Cái si dô này thì sẽ bảo quản rất là lâu. Khi mà uống thì các bạn có thể pha thêm 1 ít nước ấm vào ấy, nước đun sôi ấm ấm ấy vào để chúng ta uống cùng nhé. Đấy là mình đã chia sẻ cách làm si dô tại nhà đấy.